Hello, Mỹ Mô Tô em xin chào đến tất cả mọi người nha. Hôm nay thì em tiếp tục cũng như là trở lại cửa hàng xe máy của anh Dương Mô Tô nè. Đó, chuyên mua bán và trao đổi những dòng mô tô nha chị các bạn mình ha. Thì hôm nay cũng có vừa về một vài mẫu xe mô tô thì hôm nay cập nhật lại cho anh chị các bạn mình luôn ha. Như đầu năm mới nè. Cửa hàng ở địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương nha anh chị các bạn mình nha. Đó, có rất là nhiều dòng mô tô. Đó, cổ điển nè. Huyền thoại nè. Đó, ghi beo Nhật cũng có luôn, tất cả đều có. Anh chị các bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ mình liên hệ qua số điện thoại giúp em hoặc đến địa chỉ cửa hàng xem xe trực tiếp cho nó kỹ hơn nha anh chị các bạn mình ha. Ngoài ra cửa hàng cũng có hỗ trợ ship xe nè. Đó. Ship xe ở xa nè. Cửa hàng xe máy của anh Dương Mô Tô nha. Rồi ok, thì đầu tiên thì mình xem những dòng xe ở ngoài này em mới đang rửa nè. Thì đầu tiên là con như là Yamaha MT-03 nè. Xe màu đen. Đó. Con này đời mấy mày? 28 bao nhiêu? Có lên cái bộ AK Mobit. Đó. Biển là 86 luôn nha. Xe đang rửa sơ nước lạnh đây chị các bạn mình ơi. 18.000, 28 mà tôi không ba. Con này nhiêu Huy? 83 năm anh, 83 triệu 500. 83 triệu 500. Có em Yamaha MT-03, biển là 86 luôn. Cửa hàng thì về phần biển số sang tên thì cửa hàng cũng có hỗ trợ rút hồ sơ cho anh chị các bạn mình nha. Bao rút hồ sơ nha. Đó. Rồi, tiếp theo thì Kawasaki Vulcan. Con này Vulcan mấy Huy? 650 216. Phong cách thẳng lây, quả màu đúng là không đụng hàng luôn, kiểu dáng rất là ngầu, rất là đẹp luôn nè, rất là gọn. Đó, hầm hố luôn, trong cái bình xăng rất là to nè. Huy lên ngồi nữa đó, ngồi cũng rất là thoải mái luôn. Khá đẹp luôn, hình như là trong cửa hàng mình còn một chiếc giống gì đúng không, nhưng mà đồ chơi nó nhiều hơn chiếc này. Đúng rồi. Có thùng đồ đầy đủ hết luôn. Con này nhiêu? Con này 175 đi anh. 175. Có gắn mấy cái ốc titan vô nè, mình rất là đẹp xe nha. Đây. Rất là đẹp xe luôn. Đây. Biển 72. Rồi anh chị nào có bạn có quan tâm thì mình có chưa biết rõ gì mấy á thì mình cứ alo qua số điện thoại giúp em nha. Em có ghi chi tiết trên màn hình nha anh chị các bạn mình, hoặc đến địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Hiệp, Dĩ An, Bình Dương để xem xe cho nó kỹ nha anh chị. Rồi vô trong thì còn một em như là Suzuki GZ. Đó, những em nào mới về thì mình sẽ quay trước nha. Con này nữa nè. Ừ. Con đó Z. Rồi quay con kia trước đi thôi. Suzuki GZ 150E. Biển 61.
Xe đăng ký lần đầu 2019 đi 700 cây. Xe thùng đồ đầy đủ hết. Nè, máy nè. Máy còn rất là sáng luôn. Ốc ép còn mới tinh. Không khác gì một chiếc xe mới nha cô chú anh chị mình ơi. Mỗi xe này thì cô chú mình đi rất là thuận tiện luôn, rất là ưng ý nè, ngồi rất là thoải mái. Đó, lớp xe mới tinh luôn nha, vậy còn gai gió. 700 cây số, giá là 59 triệu 500. 59 triệu 500. Ồ, giá cũng khá mềm nha. Thường thường mấy con đi ít như vậy là tầm 60 sáu mấy không cô chú anh chị mình nha. Mấy chỗ khác bán đâu, mấy con đợt trước em bán là nó biển Sài Gòn. Không lên xe máy thôi, còn con này biển 61 Bình Dương. Bình tĩnh rẻ hơn cho anh em mấy triệu về chơi. Đó. Có còn một em duy nhất nha, mới về một em duy nhất à. Còn hai chiếc kia thì lúc trước quay có khách mua hết rồi. Em này mới về. Rồi, tiếp tục mới về là một em Kawasaki Z1000 nữa nè. Màu xanh đặc trưng của Kawa luôn. Đây. Em này biển là 74. Ở lớp xe mới quá nè. Con này đời mấy thôi? Con này 22. Lớp xe còn dày quá trời luôn. Xe đời 22 nha cô chú anh chị mình nha, các bạn mình nè. Dòng tổng quan bên ngoài thì còn khá đẹp ha. Rồi con này 155 triệu. À 155, vậy là trên 150 xíu à. Giá cả còn thương lượng bớt vậy nữa không Huy? Dạ có anh, cứ coi xe vui vẻ anh em còn bớt nữa. Tôi xuống coi ưng đi đã. Nhiều khi mình trương mà mình nó mặc cả nó kỳ quá. Tôi xuống coi đi. Ok Huy anh thích con này á, bớt cho anh chút lọc anh em mình giao lưu cái ok. Đó ok, đó là trên 150. Con này là 155 triệu. Trên 150 là 155 đấy. Ok. Tiếp theo thì mình vô đây mình xem mấy cái mẫu 150 cái nó đi như là 200 nè. Mấy mẫu này nè. Mẫu 150 là không còn đâu. Còn đúng. Còn con này nữa nè. GPX Legend 200 đăng ký 2020 đi 2000 cây. Đó, lớp xe nè chị các bạn mình nha. Mới tinh luôn. Biển 60. Xe còn cực mới luôn. Con này sao hay nhiêu hay? Con này em để cho anh em 49 triệu 500. 49 triệu 500. Đó. Đó, bên đây thì có W. Bán rồi. Con này bán rồi hả? Đúng rồi. Quá mới luôn. Rồi, tiếp theo thì mình giới thiệu sơ cái mẫu ghi beo đi. Ghi beo 250 đi thì clip trước em có quay rồi, hôm nay lướt lại cho anh chị các bạn mình chưa có xem cái clip trước nè. À, báo giá luôn ha. Đây còn như là còn hai chiếc ở đây và một chiếc như là xe thùng màu đỏ trên kia kìa. Đó. Mình xem hai chiếc này trước đi. Con này đầu tiên là bao nhiêu Huy? Hai con đều 125 triệu một xe luôn. Khác mỗi màu thôi anh em dễ lựa. Về phần nổ máy thì những clip trước em có quay nổ máy chi tiết cho anh chị mình xem nghe nè, thùng Vinh Dương ấy. Thì anh chị cô chú mình nếu mà có quan tâm mua thì cứ đến trực tiếp cửa hàng xem xe nổ máy luôn. Đó, nói chung máy còn rất là chất luôn, nổ rất là thì thầm, rất là ngon. Hai chiếc đều đồng giá luôn nè, cô chú anh chị mình có thể dễ lựa chọn ha. Đó, thích chiếc nào thì anh em nó về thôi. Kỳ beo Nhật. Đó, còn một chiếc như là màu đỏ trên kia là như là xe thùng luôn rồi. Con đó là như là trên 300 á. Trên 300 á. Nói chung thì cửa hàng có nha. Có GBL Nhật 250 thùng. Đó cũng có luôn. Anh chị các bạn có quan tâm thì cứ đến cửa hàng xem xe nha. Qua đây thì mình thêm xem cái mẫu phân khối nhỏ nhỏ xíu nè, như con này đi. KTM đúc 125. ABS luôn. Con này 25. Đó. 125 khối thôi.
Con này thì gầm nó tương đối là cao á. Giá nhiêu? Khoảng ba mấy hả? 38.500. 38.500 à. Đó, giá cũng mềm cho anh em mình dễ chơi nè. Phân khối 150. KTM đúp 125. Mẫu này thường là mình có như là 250 hoặc 390 đúng không? 125 này, 200 này, nó 250 xong lên thẳng 390 luôn. Ờ. À, đó. Nó có nhiều phân khối. Rồi ở đây thì em này cũng như vừa về luôn mà chưa có cập nhật giá được ha. Chưa có giá thì anh chị các bạn mà có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại em. Con này là Kenro. Máy V. Ở Viaro chứ? Viaro. Viaro máy V. Con này nó phân khối nó là bao nhiêu ta? 125 anh. Con này chưa có cập nhật giá được, anh chị các bạn mình có quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại trên màn hình để gặp anh Dương ha. Hiện tại anh Dương đang bận. Rồi qua đây thì mình xem mẫu như là thể thao đi Huy ơi. Đây có G3 luôn nè, Z3 nè. Z3 này thì 26, 83 triệu. 83 triệu. Đó. Còn một chiếc duy nhất không Huy? Đúng rồi, Z3 thì còn đúng cái mà. Rồi G3 thì còn hai chiếc nè. Con này có lên đồ chơi cũng nhiều nha, khá nhiều á. Đó. Vô cây bô. Và mâm này mâm vàng đồng. Rất là sáng luôn. Con này full đồ chơi rồi. Có hai con dễ lựa, một con zin từ đầu đến cuối, con đỏ từ đầu đến cuối. Anh em nhìn hai con là thấy khác. Con này bao nhiêu Huy? Con đỏ này thì 86.500. Rồi, con bên đây. Con zin thì 85 triệu. Đó, các bạn mình anh chị mình cứ lựa nha. Rồi về phần Kawasaki thì đây có Ninja Ninja 300. Nhầm coi. Và Ninja 250. Nó thường gọi là ZX25G nè. Đó, xe mới luôn. Ninja 3 thì 79.500 một em. Đồng giá luôn thôi. Dạ đúng rồi. Hai chiếc đồng giá luôn. Đó. Ninja 300. Hai màu nha anh chị các bạn mình nè. Về phần máy móc thì anh chị các bạn mình cứ yên tâm nha. Không có nổ máy được thì cứ thông cảm cho em nha. Phần máy móc thì cứ yên tâm, có bảo hành đầy đủ luôn. Đây thì con ZX25G nè. Em này 179 triệu. Xe rất là mới luôn. Xe này đi tới 4 máy nha cô chú anh chị mình nè. 4 máy. Phần khối là 250. Xe này của hãng Kawasaki luôn. Xe này mới ra luôn ấy, cô chú anh chị mình ơi. Rất là đẹp luôn. Nhìn cái đầu đèn nó y chang như là Ninja 4 nha anh chị các bạn mình ơi. Rồi qua đây thì những cái dòng xe phân khúc lớn lớn nè. Đó, Honda nè. Đó, còn khá nhiều luôn. Tiếp theo con màu đỏ đây là Hyosung GT 650. Con này đi có 5.000 cây thôi, em bán cho anh em 95 triệu. Xe Hàn Quốc nha anh chị các bạn mình nè. 95. Rồi Honda CB 500X đời 2018. Giá xe như là kiểu như địa hình ha Huy. 155 triệu, biển số 77. Rồi bên đây thì cũng CB 500X luôn, đời 2018. Hai con cùng đời luôn, con ít con đi nhiều. Con này em bán cho anh em 149 triệu. Con này biển 59 Sài Gòn luôn nè. Rồi con bên đây NC 700S. 700, phân khối là 700 thôi. Đúng rồi. Con này đời 25, ô tô 24 ngàn.
em để cho anh em 155 triệu. Đó, ok ha. Rồi, ở đây còn em Z9 đời 2017 nè. Có lên cable AK Mobit luôn. Z 900. Z 1000 cũng có luôn. Con này 193. Con này biển số đâu Huy? 70. 70 Tây Ninh. 70. Đời 2017. 900. Rồi. Honda CB 400 Evo, con này đăng ký 2014. Đăng ký lần đầu 2014. Giá của nó là 265 triệu. Bốn máy luôn. Ghi vô. Honda ghi vô. Rồi, đây cũng là Honda tiếp tục, hãng Honda. CB 400 Fundo. Con này nhiêu Huy? Con này là đời 2017 bản 25 năm kỷ niệm đó. Em bán 375 triệu. Đó, anh chị các bạn mình thích mà có quan tâm mà thích cái mẫu kiểu dáng như là như thế này thì mình cứ nhanh đến địa chỉ của hàng của anh Dương để xem xe nha cô chú anh chị các bạn mình ha. Ngoài ra thì bên cạnh còn những dòng xe như là đây, đó, dáng cổ điển nè. Còn khá nhiều luôn. Thì những clip trước em có quay rồi thì em đã lướt sơ cho quý chị mình thôi ha. Biết còn những xe gì thôi nha. Thì về phần giá cả thì anh chị các bạn mình có nhu cầu quan tâm thì cứ liên hệ qua số điện thoại giúp em nha. Đó, hẹn clip sau ha. Em sẽ quay chi tiết và báo giá lại cho anh chị mình, nếu mà thích thì hãy bình luận mạnh bên dưới cho em. Đó, như con này là con Sadao 400. Sadao 400 nè, và bên đây. Sadao VT 750. Màu xanh luôn. Mấy con này thì clip trước em có báo giá chi tiết hết rồi. Hôm nay em quay lướt sơ lại cho anh chị mình thôi nha. Đây cũng Sadao 750. Đó, 750 nè. Và bên đây. Đó thì Sadao 1001. Đó, Sadao 1001. Rồi ok ha. Đó, anh chị cô chú mình, các bạn mình có quan tâm thì cứ đến ngay địa chỉ là 52 Lê Hồng Phong, Đông Thành, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương ha, để xem được những cái dòng xe mình thích đó, ưng ý nhất. Mình đến cửa hàng mình xem trực tiếp đi cho biết nó rõ hơn nha cô chú anh chị các bạn mình nha. Đó, thì xem trên màn hình thì cũng không có thấy rõ gì mấy nè. Đó, về phần xe thì rất là chất lượng luôn anh chị các bạn mình cứ yên tâm ha. Trong đây có Kawasaki Vulcan 650 nè. Đó, con này y chang như là con đầu video em có quay nè, nhưng mà con này đồ chơi nó nhiều hơn. Đó, giá là 199 nha, tài sản em báo luôn. Rồi ok, ngoài ra thì còn những cái mẫu như là CB nè, con này như là của giao thông nè. Đó, 250, thanh lý từ giao thông ra đó, cơ quan ra nha cô chú anh chị các bạn mình nè. Đó, có quan tâm thì cứ đến cửa hàng mình xem xe. Thì video chắc là anh kết thúc tại đây nha. Cảm ơn anh chị các bạn mình đã theo dõi video. Hẹn gặp quý anh chị trong những video tiếp theo.